Chào anh chị, Misa xin hướng dẫn anh chị kiểm tra đối chiếu chứng từ sổ sách 19.3. Trong kỳ có nhập kho và loại phiếu nhập kho thành phẩm, nhưng hạch toán sai, hạch toán khác nợ tài khoản 15X có tài khoản 154, hoặc sai đối tượng tập hợp chi phí, hoặc đối tượng tập hợp chi phí không được tính giá thành trong kỳ. Trên báo cáo kiểm tra đối chiếu chứng từ sổ sách, sẽ hiển thị các chứng từ nhập kho thành phẩm có sai sót bao gồm chứng từ nhập kho loại thành phẩm sản xuất, nhưng hạch toán khác nợ tài khoản 15X, có tài khoản 154. Chứng từ nhập kho loại thành phẩm sản xuất, nhưng chọn sai đối tượng tập hợp chi phí của thành phẩm nhập kho. Chứng từ nhập kho loại thành phẩm sản xuất, chọn đúng đối tượng tập hợp chi phí, nhưng đối tượng tập hợp chi phí không được đưa vào tính giá thành trong kỳ kiểm tra. Chứng từ nhập kho chọn đúng mã và đúng đối tượng tập hợp chi phí, nhưng trong danh mục đối tượng tập hợp chi phí, mã đối tượng tập hợp chi phí đang chọn không đúng mã thành phẩm trên chứng từ nhập kho. Trường hợp này, anh chị xử lý như sau. Trên báo cáo kiểm tra đối chiếu chứng từ sổ sách, anh chị kiểm tra nguyên nhân sai sót tại cục ghi chú để điều chỉnh lại chứng từ cho đúng. Trường hợp 1, chứng từ nhập kho loại thành phẩm sản xuất nhưng hạch toán khác nợ tài khoản 15X có tài khoản 154. Bước 1, anh chị nhấn vào số chứng từ để mở chứng từ lên kiểm tra. Trường hợp nhập kho thành phẩm sản xuất nhưng hạch toán nhầm tài khoản, anh chị nhấn bỏ ghi, nhấn sửa, định khoản lại cho đúng dưới dạng nợ tài khoản 15X có tài khoản 154. Em ví dụ ở đây anh chị đang để tài khoản số 32, anh chị cần sửa lại tài khoản 1551. Sau đó nhấn cất. Bước 4, anh chị vào phân hệ giá thành và thực hiện tính lại giá thành cho thành phẩm. Trường hợp 2, chứng từ nhập kho loại thành phẩm sản xuất nhưng chọn sai đối tượng tập hợp chi phí của thành phẩm nhập kho. Bước 1, anh chị xem thông tin thành phẩm bị chọn sai đối tượng tập hợp chi phí tại cục ghi chú trên báo cáo kiểm tra đối chiếu chứng từ sổ sách. Em ví dụ ở đây, đối tượng tập hợp chi phí là áo đồng phục nữ, nhưng thành phẩm lại là áo đồng phục nam. Bước 2, anh chị nhấn vào số chứng từ để mở phiếu nhập kho lên. Bước 3, anh chị nhấn bỏ ghi, nhấn sửa. Anh chị chọn lại đối tượng tập hợp chi phí cho đúng của thành phẩm đó. Nhấn cất. Bước 4, anh chị vào phân hệ giá thành, thực hiện tính lại giá thành cho thành phẩm. Tương tự với trường hợp trên, nếu phiếu nhập kho thành phẩm không chọn đối tượng tập hợp chi phí thì cũng không được đưa vào kỳ tính giá thành để kiểm tra. Anh chị thực hiện tương tự, nhấn vào số chứng từ để mở chứng từ lên kiểm tra, nhấn bỏ ghi, nhấn sửa, chọn đúng đối tượng tập hợp chi phí của thành phẩm. Trường hợp 3, chứng từ nhập kho loại thành phẩm sản xuất, chọn đúng đối tượng tập hợp chi phí, nhưng đối tượng tập hợp chi phí không được đưa vào kỳ tính giá thành trong kỳ. Bước 1, anh chị xem thông tin đối tượng tập hợp chi phí chưa được đưa vào kỳ tính giá thành tại cục ghi chú trên báo cáo kiểm tra đối chiếu chứng từ sổ sách. Bước 2, anh chị vào phân hệ giá thành, thực hiện thêm đối tượng tập hợp chi phí vào kỳ tính giá thành tương ứng. Anh chị vào phân hệ giá thành, sản xuất liên tục giảm đơn, tại cục chức năng nhấn xem, nhấn sửa, chọn đối tượng tập hợp chi phí, nhấn cất. Bước 3, anh chị tính lại giá thành cho thành phẩm. Anh chị chọn chức năng tính giá thành, chọn tiêu thức phân bổ, nhấn phân bổ. Sau khi thực hiện tính lại giá thành xong, anh chị quay lại giao diện kiểm tra đối chiếu chứng từ sổ sách, nhấn vào ô lấy lại dữ liệu. Phần mềm sẽ hiển thị phần mềm không phát hiện ra phiếu nhập kho thành phẩm hạch toán sai, hạch toán khác nợ tài khoản 15X có tài khoản 154, hoặc sai đối tượng tập hợp chi phí, hoặc đối tượng tập hợp chi phí không được tính giá thành trong kỳ. Chúc anh chị thực hiện thành công.